Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái sản phẩm demo hoạt động. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn 24V vào cái bộ nguồn này. Chúng ta sẽ khởi động lên. Khi chúng ta khởi động, hệ thống nó sẽ quét toàn bộ và nó báo cho mình biết luôn là điện áp và điện trở loa đang là bao nhiêu luôn và có lỗi hay là không. Đây, thì mình khởi động. Các bạn sẽ nghe cái tiếng nó đóng để nó test cái loa nha. Đấy, chúng ta có 23V điện áp đầu vào. Bộ này của Samsung 2 thiết kế với điện áp năng lên là 46V thay vì là 120V, điện trở loa là 5Ω và hệ thống đang ok. Ở đây nó cũng báo cho mình RSSI, tức là cường độ tín hiệu mạng di động hiện tại, nó đang là 23. Con số này tối đa sẽ là 31 và nếu nó dưới 5 nghĩa là bị mất sóng nha. Thì hiện tại tín hiệu đang rất là tốt. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thiết bị nhập liệu điều khiển trung tâm. Thì thiết bị này chạy bằng pin và nó có thể cắm điện 24/24. Đó, đề phòng khi mà mất điện chúng ta vẫn có pin để chúng ta hoạt động. Đấy. Thì hệ thống này khi mà nó khởi động thì khi khởi động lên nó cũng sẽ báo ngay cho mình chỗ này, đó là cường độ mạnh tín hiệu tại cái phòng điều hành lúc đó là bao nhiêu. Ví dụ đây, độ mạnh tín hiệu đang là 25, cũng rất là tốt. Bây giờ để tiến hành cài đặt, chúng ta sẽ nhấn cái nút play này. Thì đây sẽ là giao diện cài đặt đầu tiên, là giao diện cài đặt thông báo khi xả lũ. Ví dụ chúng ta bấm vào đây thì cái số này đang nhấm nháy này, chúng ta đang cài ngày. Đấy, ngày 16 tháng 7 năm 2022 chẳng hạn. Đó, 2023 2022. Mình sẽ cài đặt đó là ví dụ như là 15 giờ đấy, 40 phút chẳng hạn. Lưu lượng xả lũ thì mình sẽ cài đúng với cái đợt xả lũ đó của mình, ví dụ như là 4.100 mấy khối trên dây đến 5.200 mấy khối trên dây chẳng hạn. Đây sẽ là số lần lặp lại thông báo. Để cho nhanh gọn thì mình sẽ cho nó lặp một lần nha, và thời gian giữa hai lần thông báo thì ở đây đang là 50 giây, mình sẽ để thời gian cách giữa hai lần thông báo là 10 giây cho nhanh. Cuối cùng đó là âm lượng thông báo, thì chúng ta có thể cài đặt được từ 0 đến 30. Đó, 30 là cao nhất và 0 là thấp nhất. Thì bây giờ mình sẽ để âm lượng khoảng 25 thôi, để cho nó nhỏ, mình còn nói chuyện mình nghe nữa. Thì khi mà chúng ta cài đặt xong cái này để xác nhận, để gửi từ cái bộ này về các trạm phát thanh, thì chúng ta sẽ phải nhấn hai nút ok cùng lúc nó mới gửi nha. Nếu mình nhấn một nút là nó không gửi này, nhưng mình nhấn hai nút cùng lúc thì nó sẽ báo một cái tiếng còi và nó gửi. Đấy, thì thông tin bắt đầu được gửi cái này qua mạng và nó sẽ được gửi qua cái bộ này xong qua sóng điện thoại. Thì bây giờ cái bộ này khi mà nó nhận thông tin nó cũng sẽ quét toàn bộ hệ thống. Đấy, mọi người vừa nghe cái tiếng, đấy cái tiếng quét hệ thống đúng không, và cái tiếng ù ù chính là hai cái quạt tản nhiệt ở đây nó hoạt động. Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia thu bồn do thủ tướng chính phủ ban hành, và mọi người sẽ thấy nó báo đây, nó báo thông tin về này, nó báo thông tin của đạo số 1 về đâu. Tỉnh Quảng Nam dự kiến vào lúc 15:40 ngày 16 tháng 7 năm 2022, hồ thủy điện sông Bung 2 sẽ vận hành xả tràn với lưu lượng xả từ 4.100 mét khối trên giây đến 5.200 mét khối trên giây. Đề nghị bà con và nhân dân vùng hạ du sông Bung Gia nhanh chóng triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Ở đây khi mà chúng ta bấm cái nút check này này thì nó sẽ báo về cho mình là cái giao diện kiểm tra. Thì nó sẽ báo liên tục, cứ một lần nó báo được 4 trạm. Thì đây trạm số 1, đây thông tin nó được chuyển hết về đây rồi. Chúng ta ngồi ở nhà. Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia thu bồn do thủ tướng chính phủ ban hành, thực hiện lệnh vận hành của trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam dự kiến vào lúc 15:40 ngày 16 tháng 7 năm 2022, hồ thủy điện sông Bung 2 sẽ vận hành xả tràn với lưu lượng xả từ 4.100 mét khối trên giây đến 5.200 mét khối trên giây. Đề nghị bà con và nhân dân vùng hạ du sông Bung Gia nhanh chóng triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Đấy, thì mọi người thấy là bây giờ nó đã tắt cái hệ thống bút áp và âm ly đi rồi, để nó đảm bảo độ bền. Đấy, quạt nó cũng tắt luôn rồi, tại vì nó đã thực hiện phát thanh xong. Thì mọi người thấy cái hệ thống này rất là thông minh, nó chỉ nuôi cái bộ điều khiển hoạt động 24/24 thôi. Còn cái dàn hệ thống phát thanh này này thì khi nào có lệnh phát thanh thì nó mới bật lên để nó phát thanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái giao diện thứ hai, đó là mình nhấn nút play này, nó sẽ chuyển qua giao diện cảnh báo. Ví dụ ở đây mình chọn là trạm số 1 sẽ thực hiện cảnh báo, và kiểu cảnh báo ở đây thì có nhiều kiểu, ví dụ như là hú còi bao nhiêu giây, ngắt quãng giữa các lần hú còi là bao nhiêu đó. Và tương tự ở đây chúng ta vẫn có cái âm lượng thông báo, ví dụ mình cài âm lượng thông báo là
là 28 đi cho âm lượng nó lớn chẳng hạn. Thì bây giờ khi mình nhắn hai lần ok thì nó cũng sẽ gửi cái lệnh này nguyên si về cho cái trạm phát thanh và nó sẽ tiến hành thông báo. Đây, và mọi người để ý nha, khi mà nó gửi xong nó sẽ chuyển sang đó, giao diện này, cái trạm 1 đang trắng nha, tức là chưa có dữ liệu phản hồi về từ cái trạm số 1. Đấy, chưa có dữ liệu phản hồi về. Đây mọi người thấy là sẽ chưa có dữ liệu phản hồi về. Chưa có nha. Chưa có nhưng bây giờ nó đã báo về rồi nè. Đó, khi cái đài phát thanh thành công là nó sẽ báo về. Đó, nó báo về cho mình thông tin. Thì cái này chính là cái tiếng còi tiêu lệnh. Tiếng còi tiêu lệnh trước khi mà xả lũ, thì tùy cái hồ chứa, tùy cái quy định thì sẽ có cái quy chuẩn này, thì anh bộ electronic sẽ lập trình cho nó phát là đúng cái tiêu lệnh. Nghe cái tiếng quạt nó chạy nó cảnh báo nha. Ok, thì thực hiện phát thanh xong, nó sẽ ngắt đi những cái bộ bút áp và cái bộ khuấy đảm thanh để đảm bảo an toàn và hoạt động đúng độ bền. Đây là lý do mà anh Vũ Electronic có thể tự tin bảo hành một đổi một cho quý khách trong vòng 2 năm. Tại vì hệ thống đã được lập trình hoạt động rất là thông minh để đảm bảo độ bền rồi.